Hello, xin chào các bạn. Lâu quá rồi, đã quá lâu rồi mình mới làm lại một clip YouTube. Bởi vì thời gian này mình bận quá, thế nên là không thời gian làm. Mình cũng đang tuyển một bạn để làm YouTube thay cho mình. Nhưng mà mình ở Hải Phòng là khó kiếm được bạn trẻ đam mê để làm quá. Nếu bạn nào xem video này mà bạn ở Hải Phòng thì bạn hãy liên hệ mình để qua mình hướng dẫn cách làm nhá. Đấy, nhưng mà thì ngày hôm nay thì vì sao mình quay lại? Bởi vì cái này nó hot quá, thành ra mình sẽ quay lại để mình làm cho các bạn. Vâng, các bạn nhìn thấy đây là chiếc Redmi Note 11T Pro, một trong sản phẩm giá rẻ mà có rất là khủng của Xiaomi thời gian gần đây mà mình đã làm trên TikTok. Thì TikTok nó ngắn nên mình có người làm cho mình làm rất là nhanh, mà mình rất là nhiều bạn hỏi mình và đặt online vô cùng là nhiều luôn các bạn ạ, đặt vô cùng nhiều luôn. Thế nên là mình phải làm clip này để mình hướng dẫn các bạn chạy được ROM quốc tế, ROM tiếng Việt cho chiếc máy này nhá. Đó, thì xoay quanh thì chiếc máy này thì đây là một chiếc máy giá rẻ của Xiaomi, giá nó chỉ tầm khoảng 6 triệu thôi. Nhưng mà cấu hình của nó thì ở cái mức độ cao cấp, nó sở hữu con chip là MediaTek Dimensity 8100, tương tự như chiếc K50, Redmi K50 ấy, bản cao cấp ấy. Và sạc thì là 67W, quá là khủng khiếp luôn đúng không? Sạc chỉ có tầm khoảng 30 phút là đầy pin thôi. Đó, và màn hình của nó là tần số quét lên đến 144Hz. Cấu hình của nó quá là chỉn chu để mà chúng ta chơi game luôn, thế nên em nó rất là hot nhé. Ông đặt online rất là nhiều. Thì mình có hướng dẫn các bạn cách làm cài được Google Play và tiếng Việt ngay lập tức ở trên chiếc máy này. Nhưng cái vấn đề ở đây ấy là khi mà chúng ta cài tiếng Việt tạm thời và chúng ta cài Google Play, chúng ta chỉ dùng được bình thường thôi. Vấn đề chuyên sâu, ví dụ như là chúng ta sẽ bị hơi chậm một chút về tin nhắn Zalo hay chậm một chút về tin nhắn Facebook. Thế nên nhiều khi chúng ta sẽ rất là khó chịu. Và đây là cái clip mình hướng dẫn các bạn cài ROM quốc tế cho nó nhé. Đó, khi cài ROM quốc tế là nó không khác gì một máy quốc tế, một máy chính hãng, không bị chậm một cái gì cả nhé. Đó, thì đầu tiên là mở hộp với sản phẩm này thì đúng không, nó đơn giản thôi, nhiều anh em làm mở hộp rồi. Nó có một cái ốp lưng ở đây, khi các bạn mua ở bên mình về thì mình để nguyên siêu, bạn nhận được và hàng các bạn làm. Đó, thì đây là một chiếc máy màu xanh nhá, bên trong thì có sạc 67W rồi. Ok, bộ sạc rất là xịn của Xiaomi này, bộ sạc này thì gọi là mơ ước của nhiều hãng khác, iPhone chưa có. Đây, và đây là chiếc máy nhá. Đây, máy thì này rất là đẹp như chiếc máy cao cấp khác của Xiaomi mà mẹ giá là rẻ. Đó, rất là đẹp nhá. Đó, thì ở ngày trước là mình làm clip TikTok rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cài tiếng Việt rồi đúng không? Đây, tiếng Việt đây, tiếng Việt thì nó sẽ đầy đủ nhưng mà cái phông chữ nó hơi buồn cười một chút. Đó, đây là tiếng Việt tạm thời thôi, trong phần cài đặt cũng đầy đủ tiếng Việt rồi. Đó, thế còn cài ROM quốc tế thì như thế nào? Đó, hôm nay là mình hướng dẫn các bạn cùng xem nhé. Thì cái này cài ROM quốc tế thì mình phải nói thật này. Thứ nhất là nó sẽ không thể làm ngay trong một ngày được, có nghĩa là các bạn nhận máy thì các bạn phải lắp SIM và các bạn xin quyền cài ROM quốc tế và các bạn sẽ phải đợi, nó mất tầm một tuần sau thì chúng ta mới dùng máy tính chúng ta chạy được nhé. Thì bây giờ là mình hướng dẫn cách thao tác trước mắt bằng sim trước, bởi vì chiếc máy này hoàn toàn là chiếc máy mới mình bóc ra. Thì chúng ta kích hoạt ở bên trong thì chúng ta có thể xem clip TikTok mình đã hướng dẫn rồi đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Thứ nhất là các bạn chuẩn bị cho mình một sim. Em hãy cho anh mượn cái sim 4G đi. Tất nhiên là cái sim phải có kết nối mạng 4G nhé. Đây, mình đã chuẩn bị một cái sim mình đi mượn thôi, mình không có đúng không? Đấy, mình sẽ chuẩn bị một cái sim này. Sau đó là mình sẽ mở cái sim, mình sẽ lắp cái sim này vào. Mục đích ở đây là chúng ta phải có kích hoạt xin quyền unlock bằng một cái mạng di động. Chứ chúng ta không thể xin quyền unlock bằng 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 wifi được, mà chúng ta phải tạo một cái tài khoản MiCloud nhanh nhất là chúng ta sẽ tạo bằng SIM điện thoại đúng không? Ok, khi ở trong phần cài đặt này nhé, chúng ta sẽ tạo tài khoản MiCloud trước này. Chúng ta sẽ vào đây. Đây, ở trên này thì mình đã có số điện thoại rồi, chúng ta ấn đồng ý này hoặc là chúng ta tạo nhé. Đó, thì mình trước mắt là mình đã đăng nhập, hình như cái này tài khoản này mình đã đăng nhập rồi. Đó, nó đơn giản thôi. Ok, tôi không phải là người máy, không có ở đây, chúng ta sẽ chọn để qua captcha. Bây giờ nó sẽ gửi tin nhắn như này nhé. Thì các bạn lưu ý nhé là cái sim này ý, là chúng ta dùng để xin quyền tạo MiCloud và xin quyền để unlock và chạy được ROM quốc tế. Thì cái sim này phải có giữ trong vòng 7 ngày, chúng ta có thể lắp vào máy, chúng ta có thể tháo ra, nhưng bắt buộc là chúng ta phải giữ trong 7 ngày, bởi vì là 7 ngày sau chúng ta sẽ dùng chính cái sim này để chúng ta đăng nhập vào máy tính để chúng ta unlock nhé. Khi mà chúng ta đang ăn lóc và chúng ta chạy ROM, chúng ta phải có máy tính chạy Windows ấy nhá. Đó, sau khi tạo tài khoản xong rồi thì nó ở cái trạng thái như này nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái trình gỡ rối lên, trình develop, trình phát nhà phát triển, nhà trình phát triển lên để chúng ta chạy chúng ta ăn lóc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt này, chúng ta sẽ vào phần thiết bị của tôi này, chúng ta vào tất cả thông số này, chúng ta sẽ gõ 5 lần 7 lần vào cái này. Ok em, để anh chạy clip làm clip cái này. Đây, chúng ta vào đây nhá, ấn 5 7 lần vào đây. Đó, nó đã biết là bạn đã nhà phát triển này. Đó, sau chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ chọn vào cái cài đặt bổ sung này nhé. Đó, sau chúng ta sẽ chọn vào tiêu chuẩn nhà phát triển này.
chúng ta sẽ tìm đến cái phần mở khóa, chúng ta sẽ tìm cái phần là trạng thái mở khóa Xiaomi đây nhé. Đó, trạng thái mở khóa Xiaomi này. Đó, chúng ta sẽ vào cái phần thêm tài khoản. Thì bây giờ nó sẽ bắt chúng ta tắt wifi đi, chúng ta sẽ phải dùng 4G nhé, chúng ta mới làm được. SIM chắc chắn phải có cái nó mạng, không có cái nó mạng chúng ta sẽ không dùng được nhé. Đó, thêm tài khoản này. Đó, chú ý cái này nha. Ok, nó bỏ thêm tài khoản thành công này. Đó, khi chúng ta thêm tài khoản thành công này thì đúng 7 ngày sau, có nghĩa là 168 tiếng ấy, là chúng ta có thể unlock và chạy tiếng Việt được. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải dùng tạm một tuần. Ok, mình sẽ cùng chờ 7 ngày nha. Ok, thế là 7 ngày đã qua sau khi xin quyền chạy tiếng Việt. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt nhé. Thì việc đầu tiên để chạy tiếng Việt những chiếc Xiaomi này ấy, và cụ thể là chiếc Redmi Note 11T này nhá, thì là chúng ta cần phải có máy tính. Vâng, chúng ta cần phải có máy tính nha. Chúng ta cần phải có một chiếc máy tính chạy Windows và cũng kết nối mạng nhanh nhanh một chút, bởi vì firewall của nó khá là nặng đấy. Firewall của nó khá là nặng luôn, 4-5 nghìn gì đó. Và chúng ta cần chuẩn bị một cái sợi cáp USB Type-C xịn xịn một tí nhá. Ở đây thì mình đang có một sợi cáp của Kabuki Gaming. Và anh em nào đã mua sản phẩm này thì tất nhiên là chúng ta sẽ lấy sợi cáp của máy theo máy thôi, bởi vì chúng ta nên dùng sợi cáp đấy, nó xịn một chút. Máy tính thì chúng ta nên chọn máy tính nào mà nó tốt một chút nhé, tránh bị sập nguồn này. Tốt nhất là chúng ta nên dùng laptop. Đó, nên còn nếu chúng ta dùng máy bài thì chúng ta nên cắm vào cổng USB nằm trên main nhé, thì nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây mình đã cắm cổng USB vào rồi. Mình cắm cổng 3.5 nhé. À, mình cắm cổng 2.0 nhé. Cổng 3.0 cũng được, nhưng mà 3.0 thì mình thấy thi thoảng nó vẫn bị lỗi. Cổng 2.0 thì ít lỗi hơn, bởi vì cái giao thức chạy ROM thì đa phần là vẫn chạy trên ROM 2, trên cổng USB 2.0 thôi. Mặc dù máy tính đều có 3.0 rồi, nhưng chúng ta nên cắm cổng 2.0 nhé. Ok. Thì bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ thao tác trên máy tính, đúng không? Đó là chúng ta download ROM. Download ROM thôi, chúng ta vào cái trang web nổi tiếng của Việt Nam là mifirm.net. Đây này, mọi người có thể thấy nhé, nhờ là mifirm.net nha. Trang này của một bạn Việt Nam ở đó, trang mifirm.net. Ok, chúng ta nên tắt quảng cáo đi nhé, tắt chặn quảng cáo nhé. Nếu chúng ta ấn chặn quảng cáo thì nó sẽ không làm, không thuận tiện đâu. Nên chúng ta nên tắt chặn quảng cáo đi là chúng ta vào. Bởi vì bạn này bạn làm cho biết là hoàn toàn miễn phí, và bạn ấy có nhận quảng cáo từ bên ngoài, bạn mới có thu nhập. Thế nên chúng ta lên tắt chạy quảng cáo để thực hiện được quảng cáo trên trang này cho bạn đấy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ROM của chiếc máy này, Note 11T Pro. Đây, Note 11T Pro thì nó sẽ có tên quốc tế là Saga, và nó sẽ chung ROM với cả Poco X4 GT và Redmi K50i nhá, nó sẽ chung với nhau. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái phần bản này chúng ta chọn này. Bản quốc tế này thì mình lần trước mình chạy một con máy ấy, thì mình biết là quốc tế và bản Ấn Độ thì là nó sẽ có cái trình gọi điện của Google. Khi ta gọi điện vào game của gọi thì bên kia nó sẽ báo và không tự động game của gọi được. Thế nên là bạn nào muốn có tự động game của gọi thì chúng ta đào bản Đài Loan nhé. Thì rất tiếc là mình đã đào rồi, ROM rồi, và mình đã đào cái bản ROM của Ấn Độ. Thế nên tí mình vẫn chạy ROM Ấn Độ bình thường. Đó, ấn nào thì ta chọn ROM Đài Loan, chúng ta ấn vào đây thôi. Ấn vào Đài Loan này thôi, chúng ta tắt cái này đi. Đây, hiện quảng cáo lên, tắt đi. Đó, chúng ta ấn vào cái Đài Loan. Đó. Và nó sẽ đào về cái này là nặng nhất thì chúng ta đào đầu tiên. Vì sao mình không đào tool khác mà đào này đầu tiên. Ok, này 5.2GB đó, chúng ta tắt đi nhá. Mình đã đào rồi nên mình sẽ hình dung như vậy cho các bạn hiểu thôi. Và cái tiếp theo chúng ta đào một cái gọi là Mi Unlock Tool. Mi Unlock Tool. Đây, chúng ta sẽ đào cái Mi Unlock Tool này về. Đây, và ngay trang chủ của nó thôi, chúng ta đào về nhá. Đó, mình cũng đã đào rồi. Cho nên là mình sẽ chỉ hình dung thôi. Ok, bây giờ cái quan trọng nhất nữa này là chúng ta đào cái phần mềm gọi là phần mềm Mi Flash. Thì chúng ta gọi là Mi Flash nhá. 2022 này. Đó, chúng ta cứ chọn năm mới năm nay đi. Chúng ta vào luôn cái trang là miflatool.com nhé, Xiaomi Flatool, Xiaomi Mi Flatool nhé. Chúng ta vào trang này, chúng ta sẽ chọn một cái bản mới nhất ở đây. Đó, bản là bản mới nhất nhé, nó có tên mã là 2020 đó. Đó, chúng ta chọn đây, chúng ta ấn vào cái phần chọn chúng download đây. Đó, chúng ta download này, chúng ta ấn vào download, tiếp tục download này, ta tắt quảng cáo đi này. Đó, chờ download thôi, đếm 30 giây sau đây. Ok, 30 giây thì cái này mình download rồi. Đó, thế nên là các bạn không cần đấy nhé, mình đã download rồi đây, mình download rồi này. Đó, không cần nữa thì bây giờ là chúng ta sẽ, vừa giờ mình chạy xong một con máy mình tắt đi nhé. Đó, chúng ta sẽ vào và chúng ta giải nén những cái file chúng ta vừa download ra, đúng không? Mình đã giải nén sẵn rồi, chúng ta sẽ giải nén cái file chúng ta vừa download ở đây. Thì ở đây là cái máy Mi Flash này, chúng ta sẽ vào đây. Nếu máy của các bạn chưa cài driver ấy, thì khi chúng ta vào đây phát nó hiện lên cái bảng là chúng ta hãy cài driver đi. Ok, chúng ta ấn ok là cài driver, sau khi cài driver xong ấy, nó nên hiện cái bảng như này. Đó, chúng ta ấn vào cài đặt. Đó, sau khi đặt driver xong là xong, bởi vì là mình thấy driver ở trên cái này nó là chuẩn nhất.
Chứ nếu mà chúng ta cài driver khác ấy, mình cảm thấy nó không chuẩn lắm đâu. Ok, cài driver xong nha, chúng ta nói ok này. Chúng ta tắt đi, chúng ta tắt tool này đi. Chúng ta sẽ bật cái phần mềm gọi là cái phần mềm Mi Unlock Tool nhá. Mi Unlock Tool chúng ta vừa đã đã về đấy. Mi Unlock Tool này đây. Mi Unlock Tool này, đó, mình sẽ giải nén ra nó được như này, mình sẽ mở lên. Đó, mình đồng ý nhá. Thì bây giờ trên điện thoại chúng ta sẽ thao tác như thế nào nhỉ? Đó, chúng ta sẽ vào trong phần cài đặt này, chúng ta sẽ vào phần Mi Flash này. Đó, chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản này vào đây. Đó, chúng ta ấn vào barcode cho nó dễ nhé. Ở trên cái phần mềm này chúng ta ấn vào cái barcode này. Đó, chúng ta đồng ý cho nó quét này. Đó. Đó, xong cái quét xong nha. Nó có xác nhận đăng nhập hay không cho nó đăng nhập nhé. Đó, ok, nó sẽ đăng nhập này. Đó, chờ chút mình nghe cuộc điện thoại nhé. Khi đăng nhập xong nó sẽ hiện như này. Nhiều trường hợp nó sẽ hỏi OTP ấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải lắp cái SIM mà chúng ta đã từng xin quyền để chúng ta nhận OTP nhé. Thì khi đăng nhập như này thì chúng ta sẽ chạy unlock trước bằng cách là chúng ta sẽ vào chế độ fast boot bằng cách là chúng ta giữ nút nguồn và nhỏ tiếng cùng lúc. À, thế là khi chúng ta giữ nhỏ tiếng và nguồn cùng một lúc ấy, trong khoảng 15 giây ấy, thì nó sẽ vào chế độ fast boot như này. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Thì bây giờ là fast boot, bây giờ ngày xưa nó có hình con thỏ và đeo hoàn quàng, bây giờ nó chữ fast boot màu đỏ như này nhá. Chúng ta sẽ cắm cáp vào, tất nhiên là chúng ta cắm cáp vào máy tính rồi đúng không? Chúng ta cắm cáp vào điện thoại này. Đó, ở trên máy tính nó sẽ loát nha. Loát thiết bị. Ok. Bây giờ nó sẽ nhận vào chế độ unlock, là sẽ nhận nó báo cảnh báo là khi chúng ta unlock sẽ mất hết dữ liệu người dùng nhé. Đấy, thì khi anh em dùng một tuần mà anh em có ảnh này hay cái gì quan trọng anh em crop ra. Ở đây thì mình đã không có gì quan trọng cả, mình sẽ chạy luôn. Đó, bởi vì khi chạy xong nó sẽ mất trắng như lúc chúng ta mới mua máy ấy. Thế nên chúng ta có gì quan trọng nó sẽ crop ra nhé. Bởi vì chúng ta nó sẽ mất hết dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào unlock này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào unlock nha. Ok, unlock này. Đó, nó vẫn cảnh báo chúng ta sẽ mất hết dữ liệu nhé. Đó, nó vẫn là cảnh báo lại nữa này. Đó, chúng ta sẽ ấn vào đây nha. Lock tiếp này. Đó, bây giờ nó sẽ loát. Đó. Đây nha. Ok, nó đã báo unlock thành công này. Unlock successful thành công. Trên điện thoại nó sẽ khởi động lại nhé. Đấy, nó hiện hình cái khóa này. Ok chưa? Đó, unlock xong rồi chưa? Thì sau khi unlock xong tất nhiên là chúng ta sẽ chạy ROM thôi. Bây giờ chắc là có lẽ là ROM đã đào xong rồi đấy. Đây, Saga nhá. Bản Ấn Độ lại đào xong rồi, chúng ta sẽ cắt đi. Và chúng ta sẽ copy sang ổ D hoặc là ổ E cho nó, ổ D hoặc ổ C cho nó cẩn thận nhá. Nếu chúng ta có ổ cứng, có là đúng ổ cứng luôn thì nó sẽ rất dễ bị ít lỗi, rất dễ ít lỗi. Đó. Bởi vì là chúng ta không copy và để cái đường link nó dài quá ấy, nó sẽ dễ bị lỗi lắm. Ở đây thì mình trước mình có một cái file ROM của bản live, mình sẽ xóa đi. Rồi mình paste đây này. Đó. Tiếp tục này. Đó, bây giờ mình sẽ giải nén nhá. Đó, giải nén đây. Đó, tất nhiên là chúng ta sẽ không phải ổ cứng, chúng ta phải nhiều một chút đấy. Nó phải tầm rơi vào tầm 10GB ấy. Chúng khoảng 10GB chúng ta cũng làm. Đó, bây giờ mình giải nén đây nhá. Thì trong cái lúc mà mình chờ giải nén ấy thì máy này nó đã khởi lại. Chúng ta không quan tâm đến nó là khởi lại là làm gì. Chúng ta lại ấn lại phát bút nhá. Chúng ta sẽ ấn nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc như vừa giờ. Đấy, để nó vào lại phát bút nhá. Nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc để vào lại phát bút này. Mình cứ giữ nha. Nó sẽ rất là lâu, máy của sử dụng chip MediaTek và phát bút lâu lắm, máy Qualcomm thì dễ. Thế nên chúng ta lên kiên nhẫn ấn nhỏ tiếng vào nguồn thật lâu nhé. Cứ ấn thôi, ấn khi nào vào được thì thôi. Đấy, ok, lại vào lại rồi nhé, chúng ta để lại một chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái phần mềm Mi Unlock lên, nó vẫn đang giải nén nhé. Chúng ta kệ thôi. Chúng ta sẽ bật cái phần mềm nhầm, phần mềm Mi Flash lên. Rồi, Mi Flash này. Đây, phần mềm mà lúc đầu chúng ta cài driver ấy. Đó, bật lên như này, ok. Loát thử xem nào, nó nhận thiết bị chưa? Đấy, nó nhận thiết bị rồi này. Đó, nó nhận thiết bị rồi nhé, là ok rồi. Đó, chờ nó giải nén xong thôi. Đó, nó vẫn đang giải nén nhá. Chờ xuống nhá. Ok, bây giờ chúng ta giải nén xong rồi. Đó, giải nén đây là chúng ta sẽ phải nhìn thấy nhá. Đây là file ROM của nó này. Đấy, anh em phải nhìn thấy nhá, nó rất là nhiều file ở đây. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có được link này. Nhiều anh em không xem kỹ clip của mình thì không giải nén. Tức là chạy, nhiều anh em gọi điện cho mình đã làm như thế rồi, thế nên anh em phải xem kỹ clip của mình để tránh lỗi nhá. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái phần Mi Flash, chúng ta ấn vào đây. Thay cái đường link vừa giờ, thay cái đường link này mới chúng ta vừa copy này. Mình làm lại này. Đấy nhá, chúng ta sẽ copy cái này. Đây này, mình làm lại nhá. Đấy nhá. Chúng ta sẽ copy cái này này. Đó, chúng ta paste vào đây. Hoặc là chúng ta có thể ấn vào từ đây cũng được, nó nhiều cách mà. Đó, chọn cái đường link đấy thôi. Ở C này. Đó.
âm này cũng như này cũng thế thôi đó. Thì bây giờ chúng ta ấn lát lại lần nữa này xem có đúng nhận máy hay không. Máy đây rồi nhá. Đó, sau đó ở dưới này chúng ta quan trọng nhất này, xem kỹ nhá, chúng ta sẽ ấn vào cái Clion này. Thì nếu mà chúng ta ấn vào kia Clion và lock này này, nó sẽ lại lock lại border và nó sẽ bị treo máy ở recovery, cho nó sẽ không lên được. Cái trường hợp nhiều anh em là sẽ không dân kỹ của mình ở bị trường hợp này, và bị trường hợp này xử lý thế nào nó cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ xử lý được. Nhưng mình đã làm thì tỷ lệ thì xử lý thành công chỉ là 90% thôi, có 10% bị chạch và sẽ bị treo máy và sẽ rất là phức tạp để chạy lại. Thế nên là ở đây thì mình sẽ cứ vào đây nhé, nếu mà anh em bị nhiều quá thì mình sẽ làm một clip riêng khác sau để chúng ta có thể là xử lý được trong trường hợp đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Clion nhé, đó, chúng ta ấn vào Flash này, reset lần nữa này, sau đó chúng ta nhận thiết bị là chúng ta ấn vào Flash này, đó, đúng firewall cho loát được màu xanh như này. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 5 đến 15 phút tùy tình trạng máy tính nó như nào, nó sẽ chạy thành công thì nó sẽ reset lại cái máy này. Đó, chúng ta cùng lưu ý và cùng chờ đợi nhá. Không đẹp đổ lên. Thế thôi cứ gửi bảo hành cho ông cũng được. Ừ. Thế mà chiều qua xong. Ừ. Con của anh chưa đổ. Con của anh phải thay men còn lâu. Thế à? Nó bảo thế à? Nó bảo phải thay men. Ok nhá, đó, mất 299 giây thì nó đang báo như này. Ok, báo này không sao cả, là được rồi đấy. Nó thành công. Ở trên máy điện thoại thì nó đã khởi lại máy như này. Nó báo hình cái khóa này nó sẽ không bị treo, còn nếu nó không báo hình cái khóa bị treo nhá. Thì nó khởi động như này thì chúng ta sẽ phải chờ đâu tầm khoảng 5 đến 10 phút nữa đấy để nó thiết lập lần đầu là xong. Đó, bây giờ máy tính này xong rồi, chúng ta đã tắt được máy tính rồi, đúng không? Đó, tắt được máy tính nhá. Ok, xong. Bây giờ chỉ chờ trên điện thoại thôi. Khi khởi động xong thì mình cho các bạn xem nhá. Đó. Ok nhá. Đó, khởi động xong rồi này. Đây. Bây giờ nó có tiếng Việt luôn rồi bởi vì mình đang lắp SIM Việt Nam mà. Nên mặc định là nó sẽ chọn tiếng Việt. Đó. Mình sẽ bỏ qua mọi thứ nhá. Đồng ý đi. Bởi vì là nhiều khi lắp sim nó có mạng như này là nó kích hoạt luôn á. Thế là mình để xem nào. Chọc cái sim ra. Bước cách được rồi nhé. Chọc cái sim ra để cho nó đỡ kích hoạt lâu. Bởi vì là kích hoạt đấy nó sẽ kết nối Google để nó hỏi tang tính mất thời gian. Bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Chốc thiết lập màn hình cài đặt thứ sau. Bỏ qua tiếp. Đấy, này. Dùng cổ điển đi. Rồi. Có gì vào cài sau. Đây. Xong rồi nha. Nếu bạn nào mà có cài mà bị lỗi ấy, hoặc có vấn đề gì ấy, thì các bạn có thể là inbox cho mình để mình hướng dẫn, inbox vào Facebook cho mình, hoặc là comment số điện thoại vào ngay dưới video này thì mình sẽ nhắn Zalo nhé. Đó, bạn nào mà muốn mua sản phẩm này thì đơn giản thôi, lại vào website mà em mở cho mình nhé. Đó, cảm ơn các bạn xem clip, chào và hẹn gặp lại các bạn.